577 tăng trần khi CI muốn nâng sở hữu của công ty này lên và cả hai cổ phiếu này cùng bùng nổ. Hay là gì? Hay là nhóm chứng khoán có cổ phiếu FTX kéo một like nữa là trần, hay là BSI trần luôn từ sớm. Thì đây là những cái tiêu điểm của phiên hôm nay, một phiên giao dịch lừa nhà đầu tư chúng ta phần lớn là chốt lãi, hót hàng và hót xong nó tăng tiếp. Nhất là phiên hôm qua bán rất mạnh, bán xong hôm nay sáng bán tiếp. Vì sao? Vì 5 dòng kẻ nó nói với chúng ta là nguy hiểm. Đây, 5 dòng kẻ vào hai ngày hôm qua lúc 19 giờ. Full tích cực, cái tất cả nhà đầu tư chúng ta đều nghĩ là hôm nay nó sẽ sập, thậm chí là rất là nhiều người nói là tôi đã bán hết rồi và chờ mua lại, nhưng bất ngờ hôm nay nó chỉ chỉnh có bao nhiêu, nó chỉ chỉnh có một phiên sáng thôi và buổi chiều nó bắt đầu nó giật kéo trong sự nghi ngờ và tới ATC cái đó luôn, và đa phần nhà đầu tư là mất hàng hoặc là không thể lên tàu được trong cái nhịp này. Với những cái con mà kéo mạnh thì càng không thể lên tàu được. Thì đó là cái trạng thái phiên hôm nay, phiên giao dịch mà anh chị nhà đầu tư chúng ta mua hay bán. Đây là một điều rất quan trọng, anh chị mua hay bán trong phiên hôm nay. Nếu anh chị chọn phương án bán, có phải là anh chị đã sai hay không? Và nếu anh chị mua thì chúc mừng anh chị. Thì hôm nay trong cái video này thật ra thì Quang chỉ tổng kết lại thôi, chứ hôm qua Quang đã trình bày với anh chị rất là rõ ràng về cái vấn đề là gì. Rung lắc chốt lại, nên mua hay hót hàng cách đây 23 giờ. Cách đây 23 giờ là Quang đã nói rất rõ ràng với anh chị là gì, là chúng ta nên làm gì, là canh mua. Ai chưa có hàng thì nên canh mua, và ai đã có hàng thì ngồi yên và chờ đợi thôi, chứ cũng không có làm gì quá nhiều nếu cổ phiếu nó không vi phạm, nó không gãy. Và hơn nữa là trong khoảng hình như là 9 giờ tối hôm qua, đây cái bài viết này cách đây là 19 tiếng. Đây anh chị có thể để chuột vào đây nè, là lúc 20 giờ 51 phút ngày 28 tháng 3 thì Quang có đăng một cái bài viết là lùi để tiến test kháng cự hỗ trợ trên cái nhóm là chứng khoán thực chiến Nhật Quang Channel. Thì trên cái nhóm này là nhóm Quang mới tạo lại, đang được 104 thành viên rồi. Thì trong cái bài viết hôm qua cách đây là buổi tối hôm qua đó thì Quang có viết anh chị là gì, thị trường chúng ta nó lên kháng cự 1040, 1060, nó test cái gap down ngày 16 tháng 3 là cái gap down mà ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng bị bể nợ, cái ngân hàng đó bị bể nợ. Thì cái VN30 cũng vậy, thì hôm qua nó lên nó test đây, anh chị có thể nhìn lại bên đây. Đây nè, là cái gap down đó nằm ở đây nè. Ngân hàng nhà nước ra cái tin là hạ lãi suất điều hành xuống ở cái phiên nào, ở cái cây này. Và hôm sau nó ra cái tin là bể của bên Thụy Sĩ. Thế là nó sập, nó tạo cái gap down, thì phiên hôm qua nó lên nó lắp cái gap này lại. Thì thị trường chung và VN30 đều như vậy. Và sau khi lắp xong sao thì thường nó sẽ quay xuống nó test lại. Thì tại sao Quang lại nói là lùi để tiến và không phải sprint, không phải gậy? Tại vì Quang có trình bày với anh chị hôm qua một cái quan điểm đó, ai cũng nghĩ nó phải sprint, ai cũng nghĩ nó phải sập một cái thì người ta mới bán. Nhưng mà anh chị có bao giờ anh chị suy nghĩ lại một cái vấn đề là gì? Một cái vấn đề là bây giờ không sập mà kéo lên cho anh chị gần hòa, anh chị có cảm giác anh chị sẽ muốn bán. Và khi đó nếu nó tạo ra cái tâm lý tiêu cực thì anh chị sẽ có xu thế anh chị nhả hàng ra nhiều hơn so với việc là đạp không. Tại vì anh chị phải hiểu là những anh chị mà giữ hàng thì đa phần là anh chị kẹt từ giai đoạn 2022 hoặc là giai đoạn đầu năm 2023 tháng 1 anh chị kẹt tới bây giờ, phải không? Đó là anh chị âm rất là nhiều, âm khoảng mười mấy 20% là phần lớn, không thì âm 30-40% nếu cầm từ năm 2022 thì anh chị âm rất là nhiều. Thì anh chị âm mà anh chị còn cầm lâu thì thường anh chị có muốn bán không? Anh chị có muốn bán không? Không, tâm lý của bản thân chúng ta, con người chúng ta không muốn bán vì ôi cầm 4-5 tháng rồi bây giờ nó âm 30% rồi, bây giờ nó hồi lên âm 15% thì nó có rơi xuống nó âm lại thì cũng vậy thôi, tôi cứ cầm đó thôi chứ có ảnh hưởng gì đâu, phải không? Đó là cái tâm lý của con người chúng ta. Nhưng nếu nó kéo lên anh chị hòa vốn, nó kéo lên cho anh chị có lãi nhẹ và nó ra tin xấu một đống, nó cứ chim lợn anh chị cho sập thì sao? Và nó rơi xuống âm nhẹ thì anh chị sẽ có xu thế là gì? Muốn hót hàng ra. Nó thành ra nó mới có cái trạng thái là cứ nó sẽ kéo tăng một cây, sau đó nó rủ 3-4 cây, volume bán rất lớn nhưng cổ phiếu nó vẫn tăng tiếp trong cái giai đoạn cả nửa tháng này, cả tháng này là đều như vậy. Hình như là bắt đầu từ đầu tháng 3 đó, là từ cái lúc mà giờ chúng ta bắt đầu giải ngân tới bây giờ là liên tục nó làm như vậy rồi. Là nó cứ sao? Nó cứ tăng một cây, trong cái nó rủ vài cây, nó lại tăng một cây, rủ vài cây, mà nó rủ bằng cái gì? Nó rủ bằng tin tức xấu trên thế giới, rất là nhiều tin tức xấu, đủ thứ tin tức xấu hết, rồi rủ bằng cái tâm lý là thận trọng qua cái việc 5 dòng kẻ đó, không? Thì sao? Thì nó đánh vào tâm lý nhà đầu tư chúng ta, và cứ như vậy thì nếu chúng ta đã hot hàng thì thường chúng ta sẽ không dám vào lại. Và anh chị có biết trên thị trường này hồi xưa Quang hay đầu tư, Quang hay nói với anh chị trong room mình ở trong năm 2022 á, có cái câu Quang hay nói là gì anh chị biết không? Cầm đèn chạy trước ô tô. Tức là gì? Tức là anh chị bây giờ trong giai đoạn hiện tại á, anh chị có lời, anh chị lời khoảng 3-5%. Không, đa phần là vậy, thậm chí cho Quang, bản thân Quang nha, là Quang lời 3-7%, có khi là Quang lời lên 10 mấy % nha. Thì sao? Thì thường á, anh chị lời ít như vậy mà anh chị không nhìn được dòng tiền, hay anh chị không nhìn được cái bản chất thị trường mà anh chị bị hù quá nhiều á, thì anh chị sẽ có xu thế là gì? Chốt lại ngắn ra, chốt lại ra, bảo toàn số lại, không phải không? Anh chị đi lướt Facebook giai đoạn hiện tại có phải là giống vậy không? Thì người ta chốt, người ta bảo toàn lại của người ta, thì sao? Sau khi chốt ra sao? Thì nó như thế nào? Có phải là cầm tiền không? Và khi thị trường nó kéo tiếp thì sao? Thì anh chị có phải là anh chị sẽ phải mua lại không? À, phải mua lại không? Thì nếu anh chị cầm đèn chạy trước ô tô, tức là sao? Tức là bây giờ anh chị bán trước nó, không? Bán trước cá mập, nhưng cá mập nó kéo tiếp thì anh chị phải mua, đúng không? Thì cứ 1-2 lần như vậy thì anh chị sẽ tập cái thói quen là anh chị sẽ muốn mua cao lên, mua cao lên, mua cao lên, và tới một cái lúc nào đó thị trường chúng ta có cái gì? Có cái cao trào. Có thể là ở giữa tháng 4, trong cái quan điểm hôm qua Quang nói trong cái video bản tin hôm qua đó, rung lắc chốt lại, thì Quang nói anh chị là khoảng giữa tháng 4, giai đoạn là cao trào, hay Quang nghĩ là cao trào nó sẽ rơi vào cái khoảng giữa tháng 4. Thì lúc đó thì sao? Thì lúc đó nó sập thiệt. Nó sập thiệt thì anh chị có thể anh chị sẽ có lời 10%, anh chị có thể lời 20%, nhưng mà anh chị lướt nhiều lần thì anh chị sẽ tập cái thói quen lên tới trên cái vùng cao của thị trường, anh chị vẫn sẽ mua lại cổ phiếu. Và khi anh chị mua cái vùng cao của thị trường và anh chị không còn thận trọng nữa thì nó sập, anh chị mất hết. Có phải đầu tư thì rất hay có cái kiểu là gom củi 10 năm đốt trong có 5 phút. À, không phải đốt trong 1 giờ mà là đốt trong có 5 phút không? Anh chị có thể lời hàng trăm triệu, nhưng thường anh chị sẽ không bao giờ rút tiền lời ra mà anh chị sẽ gom hết vào, thậm chí đắp thêm tiền thịt, lòng tham con người là vô đáy. Rồi sau đó anh chị mua ở trên vùng đỉnh các cổ phiếu với kỳ vọng là cao hơn. Ví dụ anh chị nhìn bây giờ những cái con mà qua đã hướng dẫn anh chị mua hỏng gà, ví dụ FTX đi, bây giờ anh chị lại thích mua những cái con này hơn. Tại sao anh chị biết không? Tại vì bây giờ nó tăng quá trời rồi, phải không? Trần 4 cây trần rồi, anh chị giữ cái con này với Quang, tới hôm nay là anh chị lãi được tới tận 4-5 cây trần rồi, phải không? Qua kia anh chị mua từ đây nè, giờ mua thêm bên đây nè, mình mà chốt thêm qua buổi sáng cái giá cao nhất bên đây một phần là 30%, nay tiếp tục tăng. Vậy nếu nó tăng trần tiếp thì người ta lại càng thích mua nó hơn, càng thích mua nó hơn. Thì như vậy thì khi lên cao hai gì dưới đây anh chị khi quan tư vấn, anh chị chỉ thích mua, chỉ dám mua 50-100 triệu thôi, trong khi vốn anh chị là 1 tỷ. Thì lên trên đây khi nó bắt đầu nó tạo thành những cái mô hình đẹp, những tin tức tốt, thì anh chị sẽ bắt đầu mua nó với cái khối lượng hay gì 100 triệu như dưới đây anh chị sẽ mua 1 tỷ, vì anh chị đã biết nó tăng rất mạnh và hơn như vậy nó lại sập. Nó lại giống như trường hợp đây nè, khi nó tăng thì không ai dám mua, nhưng mà lên đây nó bắt đầu nó tạo mô hình đẹp, nó ra tin tốt thì nó lại sập. Thì anh chị mua vào anh chị sẽ trả hết cả gì, cả vốn, cả lãi, cả tiền lợi tức, tất cả mọi thứ luôn, phải không? Thậm chí là mất rất là nhiều. Ví dụ lời được 100 triệu thì trả lại cái trả lại 300-400 triệu luôn. Đó là việc của thị trường, nó luôn luôn là như vậy nha. Thì đó là cái quan điểm của Quang trong giai đoạn hiện tại. Và trên đây Quang cũng có viết nè, với những anh chị cầm hàng, cầm cổ thì vùng hỗ trợ, vùng lưu ý các vùng hỗ trợ, vùng trendline, Quang đã hướng dẫn anh chị kẻ trend ở đó. Và hôm nay Quang cũng sẽ làm thêm một cái video là hướng dẫn anh chị kẻ hỗ trợ kháng cự nữa. Thì Quang đã có hướng dẫn rồi, hiểu không? Thì các cái điểm khi mà tư vấn của Quang trong cổ phiếu á, Quang điều kẻ cho anh chị coi. Ví dụ đây nè, trong cái lệnh mua bán nha. Ví dụ sáng nay Quang kêu anh chị mua con HCM lúc mà nó có quanh 24.5 là không có tăng gì hết á. Quang mua được là 24.55 á, và 24.5 cũng có luôn. Thì đây nè, anh chị thấy cái kẻ trend không? Nó gãy mình bán, còn nó không gãy thì mình cứ giữ bình thường. Hay là kéo lên trên đây, khi Quang tư vấn anh chị mua BVT, Quang cũng kẻ cụ thể cái mô hình cổ phiếu, cái mô hình để mình quyết định là giữ hay bán. Hay là HVN cũng vậy luôn nha. Đó. Hay là STP trên đây nè, thì qua điều kẻ những cái mô hình, điều kẻ những cái nguyên tắc để mình mua bán cổ phiếu. Thì khi kẻ như vậy, nếu cổ phiếu nó thành công thì chúng ta mua vào. Đây ví dụ như VCG chẳng hạn. Đó, thì mình mua vào, còn nếu thất bại thì mình thoát ra. Cái con CI đâu rồi? Đây, con VND cũng vậy nè. Hôm bữa Quang nói anh chị mua ở đây phải không? Xong rồi kéo lên đó. Thì bây giờ mua quanh 14 chấm mấy nè, bây giờ nó là 15 chấm mấy rồi, gần 16 rồi. Hay là gì? Hay là kéo lên đây có KSB nè, lúc hồi đó nó chưa tăng vượt đỉnh, vượt qua 26 là lúc mà Kim chị mua quanh cái giá 24 đây nè, 24, 25, 24, 25 ngay đây. Hiện chị thấy nè, Qua có kể cho anh chị cái trend nó và cái kháng cự hỗ trợ đàng hoàng thì chúng ta tuân hữu cái đó thôi, tuân hữu cái này. Và nếu trong cái giai đoạn mà ví dụ hồi sáng này nó nhúng nguyên cả buổi sáng, đây nè, nhúng nguyên cả buổi sáng, chị thấy đây nè, nhúng rất là mạnh, nhúng về tận 1048 luôn đó. Thì khi nó nhúng mạnh như vậy thì chúng ta phải lưu ý lại cái vùng mà qua đã tư vấn cho anh chị, đã kể cho anh chị xong hết rồi. Và khi trong cái này nè, cái bạn trợ lý bạn gửi của phiên đó thì cái danh mục của mình đây nè, thấy không? Thì qua cũng có ghi cái điểm kết lót nè, chị thấy không? Thì mình chú ý vào những cái điểm đó, nếu nó không vi phạm thì thôi, đâu có vấn đề gì, thì mình cứ giữ. Đó là với những anh chị cầm hàng. Thậm chí là qua có nói ở đây, trường hợp nếu chốt lại thì canh giá cao mà bán, chứ qua không có bao giờ kêu anh chị đi bán đuổi bán tháo. Việc gì phải bán đuổi bán tháo, phải không? Trong khi thị trường chúng ta nó tốt, cổ phiếu chúng thật ra thị trường không tốt mà cổ phiếu chúng ta nó tốt, mắc mớ gì tự nhiên mình đi bán đuổi bán tháo. Thì thường á, mình bán đuổi bán tháo thường mình sẽ bị mất niềm tin lắm nha. Ví dụ trong trường hợp hôm nay anh chị thấy câu CTS đi, CI đi ha, buổi sáng nè nó nhúng về tận cái giá bao nhiêu, cái giá 15 14.5 là âm 1 phẩy mấy %, âm 1 phẩy mấy %. Cái chiều tiền nó vào nó kéo lên 15, thậm chí 15 chấm mấy luôn. Anh chị tức không? Nếu anh chị bán ở dưới giá này gần như anh chị đâu có lời bao nhiêu, anh chị lời được có 2-3%. Nếu anh chị giữ tới chiều anh chị lời gần 10%, phải không? Cái chị khác nhau có một tí xíu như vậy thôi thì nó sẽ tạo ra cái tâm lý tiêu cực cho chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Đó, nên bán thì không bán tháo trừ khi thị trường nó gãy, chứ bây giờ nó không gãy, nó bình thường, tự nhiên mình đi bán tháo là sai. Rồi với những anh chị cầm tiền thì sao? Thì nếu trong cái con sóng này, phải không? Thì ngày mai thứ Tư và thứ Năm, là tức là hôm nay nè, thì những có thể canh những con huyền chất lượng để lót vị thế và lên tàu. Giống như hôm nay Quang canh cho anh chị con HCM đó, và kết quả cuối phiên là mình có lời luôn rồi nè. HCM nè, phải không? HCM là cuối phiên mình có lời luôn. Thậm chí là buổi sáng hôm nay Quang còn tư vấn cho anh chị là mình thích nhặt thì mình cứ nhặt những con cổ phiếu mà mình thấy giá hấp thì mình cứ mua thôi. Đây Quang kéo lên cho anh chị coi nè, HCM hồi sáng này nè. Đó là Quang kêu cho anh chị mình mua nè. Và trước cái khúc đó là đây là 9:15 thì Quang có nói anh chị nè là gì? Ngoài ra VND cũng có thể canh mua thêm nè, phải không? Hay là VCG cũng có thể canh mua thêm, hay là những cái mã khác, BVC, Shell, Tiên Phong, STP, Dabaco. Thì thật ra là gì? Là canh gom thôi, đúng không? Canh gom hàng trong giai đoạn hiện tại và chờ nó đánh vượt qua cái vùng bao nhiêu? 1040. 1060 thì mình kết thúc điểm mua, mình gia tăng lần nữa hoặc là thôi không mua nữa và chờ lên luôn. Đó là cái quan điểm của Quang và mình kỳ vọng ra tới giữa tháng Tư. Cái này Quang đã nói rõ rất là nhiều lần trong các video trước, thì mình cứ tuân hữu như vậy thôi. Chứ mình ở đây nè, Quang có viết ở đây nè là dựa trên quan điểm cá nhân của Quang là Quang khuyên như vậy, không? Thì xét theo cái cung cầu kỹ thuật hay là cung cầu nãy giờ Quang giải thích cho anh chị cả video ở phía trên rồi đó. Thì quan điểm của Quang nó chỉ thay đổi khi nào? Khi cổ phiếu vi phạm cái gì? Vi phạm cái nào? Cái vùng hỗ trợ, cái vùng trendline của cái mã đó nó vi phạm thì mình mới bán, hoặc là mình thấy chán quá mình muốn đổi mã thì mình đổi. Qua đâu có cấm mọi người được đổi mã đâu. Ví dụ hôm nay qua đổi IDC qua HCM đó, đổi xong qua có lời luôn đó. Thì nếu mình thích thì mình có thể đổi mã, nhưng mà không có cấm anh chị, là không có nói là bây giờ Quang view lên mà cổ phiếu nó gãy thì Quang không kêu anh chị bán là sai. Tại vì qua đây quan điểm có thể thay đổi khi mà nó bị bán tháo mạnh, nó bị gãy trend và vi phạm. Còn không thì những cái vấn đề như mà Mỹ hay là tin tức thế giới đó, Âu Mỹ thì Quang nói hẳn là mình không quan tâm lắm. Nhất là Mỹ bây giờ nó là tới 5 ngân hàng bị bể nha, 5 ngân hàng bị bể. Hôm nay thì trong cái room này Quang có chụp thêm một cái đoạn ngay đây nè, con kéo xuống đây này. Đây nè, anh chị thấy cái ngân hàng SVB không? Nó còn có giá 0,4. Ta đăng đó, ta hù ở trên mạng rất là nhiều á, Quang copy chụp lại thôi thì chị thấy từ giá nhiêu? 750 đô về có giá 0,4 đồng, 0,4 rồi đó nha. Và kết quả thì thị trường chúng ta giảm tăng bình thường, nó hầu quá trời hầu luôn. Hầu từ cái giai đoạn nào? Từ cái giai đoạn này nè, giai đoạn bắt đầu banh đầu tiên là con SVB nó bể bên đây. SVB là cái con hồi nãy mới chụp cho anh chị á, xong rồi ngân hàng nhà nước tăng nè, xong rồi qua đây tiếp tục là ngân hàng Thụy Sĩ nè, rồi tự nhiên cái sập cái đây cái nữa nè, rồi đi lên đây thêm mấy ngân hàng nữa bể. Hôm qua hình như cũng có tin ngân hàng, hôm kia gì đó cũng có tin ngân hàng nào đó bể bên đây. Hình như cái cây này nè, cái cây này không, là cái cây bữa thứ Hai là cũng có một ngân hàng bị bể nữa, phải không? Rồi kết quả nó vẫn tăng. Và hôm nay ai cũng nghĩ nó sập, cái nó lại tăng tiếp, phải không? Thị trường nó đôi khi nó rất là vô lý. nhưng mà nó đúng như ở đâu, nó đúng là cái túi tiền mình thôi, nó đúng là cái đống tiền mình thôi. Nếu mà bây giờ thị trường này mà mình vẫn bảo hủ là nói là thị trường nó không tăng, anh chị đừng mua, thì có phải nó lại dính vào cái trường hợp giống như những cái giai đoạn phía trước không? Ví dụ thị trường nó đã xác nhận cây này đánh vượt trên giảm, phải không? Bài trên like quan kẻ cho anh chị coi rồi đó, thì nó vượt trên giảm xong nó tích lũy bên đây, có phải đây điểm mua không? Nó bùng nổ lên cao trào chốt lại không? Nhưng mà mình vẫn view thị trường xấu, tới chừng nó tăng thì mình bắt đầu sao vượt đỉnh, thì nhà đầu tư chúng ta bắt đầu là tin tưởng là thị trường này thật sự ok, thật sự ngon, và khi nhảy vào nó sập ngay. Không, khi nhảy vào nó sập ngay, nó tích lũy ở giai đoạn này là bao nhiêu, ví dụ từ giai đoạn này nè, bắt đầu tính là tính từ đây nè lên tới trên đây là bao nhiêu phiên, em chị tính thử ấy, 13 phiên là 2 tuần, nhưng mà tăng ở đây chỉ có duy nhất 4 phiên là sập ngay lập tức. Vì sao? Vì đơn giản thôi, cái giai đoạn này rất nhiều mã đã tăng trước, đó là hiện tượng ví dụ FTX hiện tại nè, BSI hiện tại nè, và nhiều mã khác nữa, thì nó đã tăng trước hết trơn rồi, đã vượt đỉnh hết trơn rồi, thì sao? Thì tới khi mà nó bùng nổ thật sự của cái thị trường á, thì lúc đó tất cả các mã đều rất cao, phải không? Tất cả các mã đều rất cao, và anh chị phải hay có cái xu thế là bắt đầu dạt ra mua những mã còn lại không? Ví dụ như là hôm nay bắt đầu đi kiếm mấy mã yếu hơn, SBS nè, hay là gì VDS nè, những cái mã yếu ha, bắt đầu dạt ra mua. Hay ngân hàng không mua được mấy cái mã VPBank ha, VPBank thì bắt đầu dạt ra mua những cái ngân hàng yếu hơn, những cái ngân hàng lạ hơn. Đó, thì từ từ cái nhà đầu tư sẽ bắt đầu dàn trải vào thị trường, và nó sẽ đẩy cái khối lượng giao dịch của thị trường lên cao. Đẩy cái khối lượng giao dịch lên cao, vì lúc đó nhà đầu tư bắt đầu tin tưởng, các chuyên gia bắt đầu hô nhà đầu tư vào lại. Thì bây giờ giai đoạn bên đây của chúng ta cũng tương tự, chưa có dám mua, đa phần lớn là chưa có dám mua, thậm chí là vẫn còn hô bán rất là nhiều. Nhưng nếu thị trường chúng ta xác nhận thành công vượt qua 1060, 1062 ở vùng này, và bắt đầu nó dựng lên giống như thế này, thì tự động người ta sẽ nhảy vô mua rất nhiều, và lúc đó là cái lúc mình đi bán, chứ không phải cái lúc đó là cái lúc mình đi mua. Anh chị hiểu không? Tại vì cái lúc đó là cổ phiếu đã rất cao. Ví dụ anh chị nhìn qua con FTX trong danh mục của mình nè, hiện tại mà mình lãi bao nhiêu phần trăm rồi, đúng không? Anh chị coi lại có FTX này đi, lãi tới 25% rồi, có lợi nhuận rất là nhanh. Giai đoạn kia trước là gì? Kiếm giành giật từng like với thị trường. Giai đoạn nào? Anh chị coi lại cái video này nè, video cách đây như nửa tháng gì đó, đây qua kéo số cho anh chị coi là nè, cách đây 3 tuần, phải không? Là Quang nói là video này là danh giật từng like, gần như là không thể kiếm được đồng bạc nào trên thị trường này. Thì bây giờ anh chị thấy bất lợi nhuận kiếm được rất là nhanh. Đúng không? Ví dụ như con CI, KSB nó chừng tăng 2 cây giống như con FTX thôi, là lợi nhuận sẽ tăng lên rất là khủng, thì toàn thị trường sẽ có lợi nhuận rất là nhanh. Anh chị tưởng nó lâu, thật ra nó không lâu đâu. Tới mà thị trường bắt đầu nó dựng lên giống như hồi nãy nó nói bên kia, thì sao? Thì mấy con này nó đã rất là cao rồi, thì lúc đó anh chị mà nhảy vào, xác suất anh chị lại nhảy vào ngay đỉnh, ngay kháng cự, thậm chí là nó có thể đi ngang một giai đoạn rồi nó mới sập nha. Đó là cái mà muốn tư vấn cho anh chị trong phiên hôm nay. Nhìn chung á là vẫn lời khuyên cũ thôi, nếu mua giai đoạn này tuân thủ kỷ luật, tuân thủ khe cừ hỗ trợ, tuân thủ các cái tư vấn. Còn nếu anh chị chưa có người tư vấn, hoặc là chưa có cái định hướng rõ ràng của thị trường trong giai đoạn các giai đoạn con sóng, thì anh chị có thể nhắn tin với Quang, số điện thoại Zalo trên màn hình, Quang sẽ tư vấn và hướng dẫn hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư trong quá trình mình đầu tư. Cũng như là anh chị chưa vào cái room mà Quang mới tạo đây là chứng khoán thực chiến Nhật Quang Channel, thì anh chị có thể tham gia cái room này nha. Thì nhìn chung là Quang sẽ chia sẻ nhiều cái vấn đề phân tích thị trường. Nếu mà hôm nào Quang thấy cần thiết, Quang sẽ phân tích ở trên đây để cho anh chị mình vô đọc và có thêm cái góc nhìn ha, góc nhìn. Còn hôm nay thì chắc chắn là một phiên thành công nha, một phiên thành công rồi. Đó, thì thị trường này điểm xác nhận thì có thể lúc xác nhận là thật ra bây giờ anh chị chắc cũng gần full cổ rồi. Thì xác nhận mua thêm cái nữa là xong, thì việc gì phút sau mình phải đua, lúc sau mình canh chốt, mình rải ra mình chốt từ từ, và sau đó mình đi sale and may, nghỉ hưu không, nghỉ đi chơi, đi du lịch, đó, sale and may. Đó, thì cái giai đoạn khoảng tháng 4 tháng 5 phải không? Rồi, thì đó là quan điểm của Quang nha. Còn bây giờ thì nhìn chung á là lướt Facebook thì người ta vẫn còn cầm tiền rất là nhiều. Rồi, và tiếp theo Quang sẽ phân tích về danh mục của bên mình, danh mục bên qua đang nắm giữ, và kết thúc video này. Tại vì sao? Tại vì giai đoạn này nhìn chung qua chỉ focus vào những mã này thôi nha, focus vào những mã này thôi. Những mã trong danh mục và qua đã lọc ra rất là nhiều là hợp, chứ thật ra cũng có những mã yếu, chứ không phải là mã nào cũng ok, nhưng mà đa phần là nó ổn nhất trên cái thị trường nha. Rồi đầu tiên là HVN, con này hôm nay có anh chị hỏi qua là bán không, qua nói anh chị là để coi không, và kết quả nó đúng chân rất là ngon phải không? Thì HVN ở đây anh chị lưu ý là cái giá 13.4 Nếu ngày mai nó vượt qua được thì có thể mua thêm một lệnh nữa và kết thúc cái điểm mua HVN ở đây. Nó cũng tích lũy 3 đáy rồi nè, 1 đáy, 2 đáy, 3 đáy như này là tốt nhất, là sáng hôm nay á. Nó nhúng rất là ghê, nó nhúng về 12.8 lũng MA20 luôn. Lũng luôn, phải không? Nhưng mà kết quả rút chân thì cái nhịp này nếu đã test thành công thì target là 17 tới 18 là đạt, có thể đạt được trên đây nha. Nên anh chị nào giữ thì tiếp tục giữ, cho dòng tiền nó vào mua thêm lần nữa là thôi xong. Thật ra cái chỗ này nè, nó khá giống cái chỗ ở đây. KSB hôm qua bị chốt quá thì chốt, đúng định nghĩa là bị chốt luôn, chốt lại. Nay là tăng lại 7.9. Con này giá cao nhất phiên hôm qua là 28.3 thì còn tí xíu nữa vượt rồi. Thì với KSB ở đây thì qua đánh giá là gì? Vẫn còn những nhịp đánh lên 30. 30 là chặng kế tiếp, 32 và 36 là ba cái chặng của con KSB. Thì anh chị chốt lại thì chị hay rải ra chốt ở trên đây, hoặc là có thể bỏ qua cái chặng 30 và đến chặng 32 tới 36 thì mình chốt trên kia. Chứ ở đây thì qua không tư vấn anh chị mua nữa. Cao lắm rồi. Đây là nhìn là rất là cao rồi, đã bùng nổ lên test rất là nhiều lần trên đây, gia tăng nè. Gia tăng nè, không có tư vấn anh chị gia tăng những cái điểm này không? Hoàn toàn có, không? Gia tăng sau có lời luôn đó. Thì gia tăng những cái điểm này rồi. Thì bây giờ trên đây mình không mua nữa nha. Mình chỉ chờ cổ phiếu này có một cái nhịp bứt tốc chạy tiếp thì mình sẽ chốt lại ra. Con này mình sẽ còn đánh tới cuối năm chứ không phải là bây giờ vậy là xong. Không, vậy là xong sai. Bây giờ tự nhiên bán ra xong cái mình đi mua mã khác yếu hơn đâu có. Cái mã này thiệt chứ anh chị là cái mấy con khác nó tăng được 500, con này phải tăng được 10%. Và con này nó sẽ tăng khỏe hơn những con khác vì nó là trọng điểm của việc xây dựng. Nhưng mà không xây dựng về nguyên liệu á, nguyên liệu đá, hầu hình như là toàn bộ luôn rồi. Nhưng mà con này thì bắt buộc là bây giờ không mua được. Và phải chờ cái điểm test lại. Thì cái giai đoạn đó Qua sẽ tư vấn anh chị sao. Còn hiện tại thì anh chị ưu tiên là nắm giữ và gồng lãi giúp Qua. Hiện tại thì mã này Qua cũng lời nha, cũng lời khá là nhiều đó. Đâu rồi? Con kéo lên đây. CI nè không? Lời nè. Con kéo qua đây coi. KSB nè, hiện tại Qua đang lời 13 triệu nè, không anh chị hả? Rồi, đó là KSB, tiếp tục là Dabaco. Con này thì hôm nay lại một ngày nâng nền, phải không anh chị thấy nè. Đây nè, giá nhiều, giá 13.6, 13.7, 13.8, 13.8, sợ quá bán ra, cái hôm nay là 13.9. Và hôm qua nó bị bán tháo nên chị không, hôm nay là giật lên. Thì con này là điểm mua kế tiếp là 14.5 nha, 14.5. Thật ra 14.5 hơi cao, 14.4 cũng được rồi. Là cái chớp này nè, bước qua đây được cái nữa thì con này coi như là vào sóng và thoát khỏi cái mô hình tạo đáy rất là lâu. Thì nếu nó thành công với khối lượng vào cỡ 10 triệu thì chị có thể mua thêm nữa cũng được. Target là từ 19 tới 20 nha. Tại sao là 19 tới 20? Thì theo quán tính chung là đánh vượt đỉnh thôi ha. Thì con này giữ khá là ức chế nha, ức chế thật sự. Nhưng mà trong danh mục quan thì vẫn có một con này. Rồi tiếp tục là CI, hôm nay đánh mạnh hơn. Nhìn chung là nó bảo toàn rất tốt cái trend này. Tuy nhiên là hôm nay không trần được thì hơi tiếc, bị bán quá trời bán, bị chốt lại quá trời chốt luôn. Nhà đầu tư hô bán quá trời luôn. Thì với con này thì nhìn chung là nắm giữ và chờ đợi gồng lãi thôi. Con này thì các cái target là bao nhiêu? Thật ra bây giờ chốt lại cũng được rồi. Nhưng mà Quang nghĩ là có thể giữ tới target khoảng 17 tới 20 thì có thể canh chốt trên đây nha. Theo Qua đánh giá là bây giờ rất là nhiều con vượt đỉnh, thì CI có game, có dòng tiền đồ thì tại sao không phải vượt đỉnh? Nó thành ra target là 17 tới 20 thì có thể chốt. Còn anh chị mà có lời ok anh chị cũng có thể tự bán. Cái này thì tùy mình. Rồi tiếp tục là gì? STP. Hôm nay test cây này rất là đẹp nha. Thì trong room mình là đã giữ 75% con này rồi, thì còn 25% nữa. Mình sẽ mua khi nó vượt qua giá 26.2. 26.2. Ở đây nó có cái trend tăng nhỏ nè chị thấy không? Thì nó bứt qua được 26.2 mình sẽ mua thêm với khối lượng vào 40 triệu. Target là 30 tới 31 thì mình chốt lại. IDC. Hôm nay Qua bán con này, Qua đảo qua con HCM. Tuy nhiên là Qua không có tư vấn anh chị trong room mình bán, tại vì sao nó đâu có xấu. Tức là mình thiếu một con trứng trong danh mục mà mình có tới 2 con mid cap ù lì, đó là con IDC và con Dabaco. Thì Qua bỏ con IDC, Qua đảo qua con HCM để cho có một con trứng. Qua vẫn giữ Dabaco và con này vẫn đẹp, nó Qua không có tư vấn anh chị bán nha. Thì con này đánh vượt qua giá 40.5 hiện chị có thể mua thêm tiếp tục. Nếu anh chị trong room mình á có thể mua thêm tiếp tục và có khả năng là ngày mai nó đánh nha, có khả năng là ngày mai nó đánh đó. Và con này chỉ bán khi nó lũng giá 37.5 còn không thì nó đánh vượt qua 40.5 tiếp tục mua. Với cái target là 45 là ngắn, target dài là 50. Thật ra là cũng là giờ cuối sóng này thôi. Nhưng mà sóng này đánh được. FTX hôm bữa là hôm qua là mình bán ở cái giá khoảng 20, 23.8, 23.7. Qua có tư vấn anh chị mình bán 30% hàng. Đây. Đây. 30% hàng. Hợp Hoàn chốt là 28 là bán 30% hàng, lãi được 22%. Thì hôm nay tiếp tục lên lãi 25% thì mình còn 70% hàng. Thì cái target kế tiếp là quanh giá 26 27. 26 27 thì coi cái xung lực thị trường đánh như thế nào. Nếu mà mọi thứ ok thành công thì mình sẽ không bán. Mình dời cái target lên là 30. Còn nếu mà thị trường lên đây mà thấy không ok thì mình sẽ bán tiếp 30% hàng ở giá 26. 26, 25, 26 thì ngày mai nó đạt á, ngày mai nó đạt, nhưng mà để coi cách mở cửa như thế nào rồi mình quyết có bán hay không. Giờ lên trên đây bán một phần và mình giữ phần còn lại là target là 30. 30 tới 32 thì mình bán, là lời khoảng bao nhiêu? Từ đây lên 30 là anh chị biết là bao nhiêu không? Lời khoảng là 50, 60% đó. Nhìn vậy thôi chứ cái khúc này lời nhiều lắm nha. Tại vì cái giá lúc này nó sẽ đi cái bước giá nó cao hơn. Rồi, Tiên Phong Banh. Hôm nay có một nhịp test lại MA20 rất là đạt. Đúng không? Test lại xong mà. Nhưng mà khối lượng nó hấp như thế này thì con STP nếu mà ngày mai đánh thì khả năng Tiên Phong nó cũng đánh luôn. Khối lượng vào là trở trên 10 triệu, đánh vượt qua 20.3, 20.4 thì anh chị mình vào full vị thế luôn. Với Tiên Phong Banh và target khoảng 24.5 tới 25. Thì mình chốt lại ra thì hai con banh này đều có xu thế là ngày mai có thể đánh. VND hôm nay qua tư vấn anh chị mua him rồi, đúng không? Tư vấn anh chị là trong room mình mua him rồi thì nhìn chung á là không mua nữa. Nếu anh chị muốn mua thì cái giá phải là mua cao nha, 13, 15.8 chứ giá mua hấp dưới đây thì mua như vậy được rồi. 15.7, 15.8 bứt qua được cái giá 15.7, 15.8 mua gia tăng lần nữa cũng được, với target là 18 tới 19, thậm chí là 21, 22 tùy vào cái xung lực của thị trường. Còn hiện tại thì nó vẫn đang bám trend đi lên. VCG hôm nay là một cái nhịp test lại MA5, đúng không? MA5 nhúng về 20.45, 20.5 thì qua có nói anh chị trong room mình hôm nay có thể canh nhặt đó. T0, T1, T2.5 hàng về để cho anh chị có lời. T0 nè, T1, T2.5 hàng về nó cũng cho anh chị có lời. Thì con này anh chị muốn mua him, anh chị chờ nó vượt qua 21.5. Anh chị có thể mua một điểm mua cao với target là 24, 25. Cao hơn thì là 30 tùy nha. Còn hiện tại thì dòng tiền nó đang vào thì tốt chứ không có gì xấu. Và đây là những cái cây chốt lại thôi. Nhìn đâu xa, nhìn lại cái con FTX nè cũng bị bán túi bụi nè, nó cho anh chị chốt lại, chốt đã rồi lại cân tiếp thôi nha. Tại vì bây giờ đây là leader, qua luôn luôn nói anh chị thị trường này chúng ta cần có leader, và đây là những cái con leader nó vẫn chạy tốt, chạy khỏe thì chúng ta đâu có vấn đề gì phải đắn đo. Hay là bên ngân hàng nè, sẵn thì mình nhìn qua ngân hàng, chị nhìn với cụ cầu VPBank nè, chắc sức ngày mai còn tiếp nè, nó đã đủ, nó đã bắt anh chị chốt lại rồi xong nó lại kéo tiếp rồi. Thế giờ cái con gì, cái con Liên Việt rồi test đã, xác sức mai tăng tiếp. Tại vì nãy giờ anh chị thấy là phân tích ngân hàng qua cũng nói anh chị xác sức mai tăng đó, phân tích hai mã hay là thấy xác sức mai tăng, tại vì hôm nay ngân hàng nó ít cùng rất là kinh. Thì đây nè, đánh một cây test xong rồi tăng tiếp rồi ha anh chị ha. Rồi tiếp tục mình nói tiếp cái danh mục nắm giữ của mình nha. Sell hôm nay định cho anh chị bán, nhưng mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì có thể là nó chỉ rủ ra thôi, thì nó rủ thiệt và cuối phiên rút chân lên thiệt thì chúng ta đang hòa vốn. Thì sell chúng ta anh chị có, anh chị cứ giữ thôi, và chị muốn mua thì chị mua quanh cái giá 21.5 này nè, anh chị mua và anh chị chờ nó đánh lên 25, 26 anh chị bán ra thôi. Rồi tiếp tục là gì? BVC hôm nay cũng có một cái cây test cung rất là ok. Thì BVC vượt qua 15.1 thì có thể mua thêm nữa. Target là khoảng giá 16.5 thì chốt ra. BVT ngày mai vượt qua cái giá 20.8 thì có thể mua thêm. BVT cũng mới cho anh chị mình lót thôi. Và hôm nay là cái cây tiền đề, nếu mà ngày mai dòng tiền vào thì mình mua thêm. HCM thì con này hôm nay mới mua phải không? Hôm nay mới mua là mua giá hấp luôn. Cuối phiên kéo là có lợi ngay trong phiên, thì con này mới hãy mua full vị thế khi nó vượt qua 25.3, 25.4 thì mua full vị thế, và lúc đó con này tiếp tục chạy. HCM đã từng là một con rất là mạnh trong ngành trứng. Giờ con này đã phá vỡ mô hình rồi nha. Vai nè, đầu nè, vai. Tại sao cho anh chị mua con này sau VND, sau FTX? Tại vì nó là phá vỡ mô hình, nhưng mà không có cho anh chị mua BSI, tại vì BSI đã tăng trần bắt rồi xào đua, phải không? Hay là không mua lại FTX thì FTX cũng tăng quá nhiều rồi, dư địa nó không còn nhiều, nên thành ra con mới chọn con HCM là trong chứng khoán. Mình không chọn ai, tại vì ai thật ra nhìn nó y hệt VND đâu khác gì đâu, y hệt VND luôn, không khác miếng nào nha, nên thành ra con mới chọn HCM. Rồi thì đó là cái danh mục của mình trong giai đoạn hiện tại. Ngoài ra anh chị mà muốn mua chứng, anh chị có thể nghiên cứu con ORS này nè, con này cũng khá là đẹp nha. Đây nè, chị thấy cái giá 10 không? Thật ra là 7.8 tới 10, 7.8 là ngàn đây nè. 10 là trên đây là hai kháng cự. Đây là cái trend line tăng của nó, phải không? Thì nó đang siết lại theo cái mô hình VCB, với dòng tiền vào nhiều cây lớn và bán ra hấp. Thì cái con này nó tăng, đó là cái con Tiên Phong Banh nó cũng tăng đó nha. Thì con này nó vượt, thì anh chị có thể gom nó quanh cái giá 9. 9.5, sau đó bùng nổ lên, hiện chị mua gia tăng. Dành cho những anh chị mà đang thiếu cổ phiếu chứng á, thì Quang nghĩ là ORS có thể là một lựa chọn với target là khoảng 12-13 trên đây à. Còn nếu anh chị thiếu cổ phiếu ngân hàng thì sao? Quang nghĩ là lựa chọn Tiêu Phong Banh thôi à. Tiêu Phong Banh là cái con này khá là ok, nhưng mà nhìn nến thì ghê à, tại cái nến này nó liên quan tới cái vấn đề chi cổ tức nha. Rồi, thì đó là video của Quang hôm nay tới đây là kết thúc. Nhìn chung là mình chỉ phân tích những cái con trong danh mục của bên Quang thôi. Do giai đoạn này thì chúng ta chỉ focus vào cái danh mục là chủ yếu. Mình không có mua vàng trải. Hồi xưa là mua vàng trải. 2022 mua vàng trải rất là nhiều, hơi bị ao tưởng. Năm nay thì mình chỉ focus nhiêu đó thôi. Và cũng chỉ nhiêu đó thôi. Anh chị cũng đủ, trong room mình cũng đủ để đầu tư và coi lời thành công. Ví dụ như trong danh mục của Quang thì có 5 mã. Dabaco đang hòa vốn, còn lại thì những mã kia qua vẫn có lời bình thường. Đó, thì focus vài mã mà là trọng tâm nhất là được rồi. Thì với cái thị trường hiện tại thì trong phiên hôm nay là theo qua đánh giá là cũng đã xấp xỉ là vượt qua được. Có thể nói là ngày mai có xác suất cao nó có thể đánh vượt qua được cái vùng mà kẹt ở đây nè chị ha. Thì anh chị sẽ chờ qua cái video là kháng cự hỗ trợ, thì qua sẽ hướng dẫn kỹ cho anh chị hơn cái vấn đề này. Đó. Thì nếu nó bước qua được đây thì nó sẽ hút cái dòng tiền của ai anh chị biết không? Chuyên gia nha, dòng tiền của chuyên gia vào thị trường. Tại vì sao? Tại vì chuyên gia bây giờ ai cũng nhìn vào vùng này, ai cũng nói xấu. Tuy nhiên nếu nó dựng cái cây này lên, anh chị nghĩ chuyên gia mua không? Dạ mua. Vì sao? Vì bây giờ thị trường nó đã đánh cho người ta hoài nghi nhân sinh rồi. Bây giờ thật sự là rất là nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ là việc mình cầm tiền có đúng hay không. Đó, bắt đầu suy nghĩ rồi thì nó chỉ cần đánh 1-2 cây nữa thôi là khác sức là người ta vào. Người ta sẽ vào thật sự đó chứ không phải là vào chơi đâu. Người ta sẽ bắt đầu vào tiền rất là lớn và nó kéo và người ta có thấy ok, người ta sẽ vào càng lúc càng nhiều. Và khi chuyên gia vào thì sẽ rất là nhiều nhỏ lẻ bên ngoài cũng sẽ vào theo, nhà đầu tư bên ngoài cũng sẽ vào theo. Lúc đó nó sẽ tạo cái xung lực cho thị trường chúng ta đi lên cái vùng cao. Thì qua đánh giá thị trường nếu mà anh chị kẻ cái target thì qua đánh giá là giai đoạn này có thể đạt được là bao nhiêu? Khoảng 1.600, khoảng 1.600 hoặc tới 1.800. Thì khúc đó thấy nhìn nó nhiều hơn. Nhưng thật ra anh chị thấy khúc này nó đánh 1-2 cây là đạt được. 1-2 cây không? Cây tăng 30 điểm là được rồi, không vài cây là tới nha. Rồi đó là phân tích của Quang. Dĩ nhiên phân tích thì phân tích, không được quá tự tin, không được quá ảo tưởng, cổ phiếu vi phạm vẫn phải cắt bình thường nha. Rồi anh chị cần tư vấn hỗ trợ cứ nhắn tin với số điện thoại Zalo Quang trên màn hình. Xin chào anh chị nhà đầu tư, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bên gia đình và tận hưởng những phút giây hiếm hoi sau một giai đoạn 1,5 tháng ăn hành cùng thị trường, phải không? Đây nè, tăng thì tăng đâu có bao nhiêu đâu, tăng có tí xíu, ăn hành một đống y hệt luôn. Đây nè, bên đây cũng y hệt nè, giảm quá trời đi, ăn hành một đống, tăng có mấy cây kết thúc, lại ăn hành tiếp. Bên đây cũng vậy nè, tăng được có mấy cây thôi, còn lại là ăn hành không. Thị trường đó là vậy đó nha. Rồi thì xin chào anh chị nhà đầu tư.